제이도. Cả bầu trời đều trở thành một màu tối đen, chỉ có phương đông là có một chút màu trắng như bụng cá. Nước mưa chảy vào trong hồ tạo thành một vòng tròn gợn sóng màu khói, chính là tiếng gọi đó. Barbie đã đâm vào trái tim của Ếch. Barbie là một cô gái ngoan ngoãn, con nhà giàu có sự giáo dục tốt, còn Ếch lại là một thanh niên hoang dại chạy mô tô vi phạm pháp luật. Dường như đây là chủ ý của ông trời. Hai đường thẳng vốn không có điểm giao nhau, nhưng hai người họ lại gặp nhau trong một lần tụ họp. Ếch đã đi theo Barbie và nói: Ếch nhìn thấy chàng trai phía trước có tình ý với Barbie, nên anh đã sờ vào cằm của cô để cố tình khiêu khích. Ếch lập tức cởi áo ngoài ra rồi bế Barbie đi đến gần bể bơi, dọa cho Barbie sợ đến nỗi cô phải liên tục xin lỗi anh. Thế là bữa tiệc này sau đó cũng sớm kết thúc, bởi vì cậu sinh viên kia đã gọi điện để báo cảnh sát. Sau đó anh chàng báo cảnh sát đã đưa cô gái đáng yêu này về nhà. Hơn nữa trên đường đi anh còn không ngừng khoe khoang về mình. Nhưng anh ta không hề biết rằng chính điều này đã làm gia tăng sự tức giận của Ếch và những người khác. Tiếp đó Ếch đã véo tay chàng trai đó và đe dọa, khiến anh ta vì quá sợ hãi mà phải vội vàng lên xe để bỏ chạy. Lúc này chỉ còn lại một mình Barbie lo sợ vì không biết phải làm thế nào. Barbie không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đứng bên đường để chặn xe, nhưng người đồng ý dừng xe vì cô thì lại là một tên xấu xa. Cứ như vậy Barbie đã lên xe mô tô của Ếch, nhưng trước khi đi anh còn cố tình vặn tay ga trêu Barbie thêm một chút nữa. Ngày hôm sau, bạn thân của cô tên là Anna nói rằng cô ấy muốn tham gia cuộc thi mô tô của Ếch, nhưng sẽ phải nói dối mẹ là ngủ qua đêm ở nhà cô. Kết quả là mẹ của Anna nửa đêm đã gọi điện đến và nói rằng sáng hôm sau bà ấy sẽ đến đón cô đi học. Vì vậy mà Barbie đã phải vội vàng gọi điện cho Anna nhưng lại không có ai bắt máy, nên cô không còn cách nào khác, đành phải đến nơi đua xe để nói chuyện này với bạn thân. Nhưng chính lúc Barbie chuẩn bị về nhà thì Ếch chạy đến giữ cô lại và ngỏ ý muốn mời cô lên xe cùng anh thi đấu. Barbie thấy vậy liền từ chối lời mời đó, nhưng đột nhiên có một cô gái mặc đồ đen đi đến và ngồi lên xe mô tô của Ếch, hơn nữa còn không ngừng khiêu khích Barbie. Điều này khiến cô không chịu được nữa, cô không quan tâm tới bạn thân mình nữa mà đã đi ra chặn một chiếc xe mô tô khác lại rồi tham gia vào cuộc đua. Nhưng đang hay thì đứt dây đàn, lúc trận đấu quyết liệt này chuẩn bị đi đến hồi kết thì đột nhiên cảnh sát lại xuất hiện và bao vây bọn họ. Đúng lúc Barbie cảm thấy mình không thể chạy thoát được thì Ếch đã đá bay anh cảnh sát rồi bảo cô lên xe mô tô của mình bám cho chắc, rồi hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Tháo chạy được nửa đường thì Ếch thả Barbie xuống để cô tìm một chỗ trốn rồi tự mình đi đánh lạc hướng của cảnh sát. Đến khi Ếch đã thoát được sự vây bắt của cảnh sát và quay lại thì anh lại bị Barbie ở trước mặt chọc cười cho một phen. Hóa ra là Barbie đã bị ngã xuống hố phân, sau đó cô chuẩn bị lên xe của Ếch thì bị anh đẩy ra. Nói xong Ếch đã cởi áo khoác ngoài của mình ra để thay cho Barbie. Lần trải nghiệm này khiến Barbie cảm thấy vô cùng kích thích, một thứ cảm giác mà trước nay cô chưa từng có, và cô đã chấp nhận người con trai đang đưa cô vi vu trên đường quốc lộ này. Ngày hôm sau hình ảnh Ếch chở Barbie trên đường quốc lộ đã được đăng lên báo, anh đã in bức ảnh đó ra và nhét một tấm vào trong nhà của Barbie. Đây chính là bức ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau, và bức ảnh này đã được dán ngay trên trần phòng ngủ của Barbie. Cô gái xinh đẹp và chàng trai hư hỏng cứ như vậy đã thành một đôi. Sau đó Barbie còn giấu bố mẹ để cùng Ếch đến quán bar, rồi tại đây cô đã trao cho Ếch những nụ hôn ngọt ngào nhất. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Barbie lén lút trở về nhà nhưng đã bị mẹ cô phát hiện. Mẹ cô đã đọc được những tin tức kia ở trên báo, và đây cũng là lần đầu tiên bà ngăn cách tình cảm giữa hai người họ. Người mẹ vì quá tức giận nên đã tát Barbie một cái, khiến cô vô cùng buồn bã và quay trở về phòng. Nhưng đến khi nhận được điện thoại của Ếch thì những nỗi buồn vừa rồi cũng đã nhanh chóng bị tan biến. Sau đó nói với Ếch rằng ngày mai cô muốn cùng anh trốn học. Mặc dù Ếch đã cố ý nói rằng sáng mai anh không dậy sớm được, nhưng sáng hôm sau anh vẫn đến trường học của Barbie rất đúng giờ. Barbie ngồi lên xe mô tô của Ếch rồi hai người cùng nhau rời đi. Nhưng tất cả điều này đã bị chủ nhiệm của lớp đứng trên tầng nhìn thấy. Hai người họ cũng giống như những người trẻ khác khi phải lòng một ai đó. Họ cùng nhau đi dạo trên bờ biển, rồi cùng nhau thả diều. Và khi Barbie mệt rồi thì Ếch sẽ cõng cô trên lưng. Barbie chỉ vào khu biệt thự bên bờ biển và nói, căn phòng kia chính là nơi còn nhỏ cô khao khát được đến. Cô thường mơ rằng mình chính là chủ nhân của căn phòng đó. Như vậy mỗi sáng thức dậy là có thể ngắm được biển và cảm nhận không khí ở nơi đây. Và đó có thể là giây phút hạnh phúc nhất của cô. Ngày hôm sau Barbie đã bị cô giáo tố giác về việc trốn tiết và nói dối bố mẹ, một sinh viên vốn tuân thủ quy định của nhà trường mà bây giờ lại trốn học. Vì thế mà mẹ cô đã phải bỏ ra 8.000 euro để chuyện này được lắng xuống. Sau đó bà còn cấm cô không được qua lại với Ếch nữa. Điều này đã khiến cho Barbie rất đau lòng và khóc nghẹn từng tiếng gọi điện cho Ếch. Ngay lập tức, Ếch đã đột nhiên xuất hiện phía sau cô, rồi anh nhanh chóng dẫn cô đi đến khu nghỉ dưỡng. Điều ngạc nhiên là bạn thân của cô sớm đã đợi ở đây rồi, và tất cả những điều đó đều là món quà mà Ếch dành tặng cho cô.
Sáng hôm sau, Ếch lại đến trường của Barbie. Anh ở trong phòng đợi cô chủ nhiệm đến. Sau đó cảnh cáo cô chủ nhiệm đừng nhằm vào Barbie nữa, bởi vì cô chủ nhiệm vốn dĩ không được ăn khoản tiền này. Thế nên Ếch sớm đã lập ra kế hoạch để trói cô chủ nhiệm lại như thú cưng của mình. Còn cô gái Barbie bị mẹ ngăn cấm lúc này lại đang kể khổ trước mặt cha. Người cha hiểu được cảm nhận của cô nên đã cho phép cô ra ngoài đi chơi với Ếch, bởi vì ông chỉ muốn con gái mình được vui. Lúc này Ếch bịt mắt Barbie lại và đưa cô đến căn phòng mà cô luôn mong ước. Vậy là đêm hôm đó hai người đã cùng nhau nhảy trong căn phòng tràn đầy gió biển. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn ra vẻ đẹp của những ngôi sao trên bầu trời, rồi hai người cùng nhau thề non hẹn biển. Từ đó hai người hẹn hò nhau ở nhiều nơi hơn, ngay cả việc chăm sóc cho em trai của Barbie thì cũng có người anh em Paula của Ếch giúp đỡ. Nhưng lần này Paula lại đưa tất cả những người bạn xấu xa đến nhà Barbie, khiến cô vô cùng tức giận và đuổi tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả Ếch cũng không có ngoại lệ. Tối hôm đó Ếch đã tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối để xin lỗi Barbie, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô đến nên anh đã gọi điện. Lúc này anh mới biết được rằng những người kia sau khi đi đến nhà của Barbie thì chiếc nhẫn mà bà ngoại tặng mẹ cô đã mất rồi. Điều này khiến Ếch rất tức giận và ngay lập tức đã chạy xe đi đến nơi tập trung của bọn chúng, rồi cùng kẻ lớn nhất ở đó đánh một trận để lấy lại chiếc nhẫn của bà ngoại Barbie, sau đó lại tự mình trao trả lại chiếc nhẫn cho cô. Vài ngày sau, Barbie chuẩn bị tham dự buổi lễ tốt nghiệp của mình. Với tư cách là một trong những học sinh xuất sắc của lớp, Barbie đã đặc biệt chuẩn bị một món quà để cảm ơn cô giáo, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra trên bàn của cô có một con chó. Lúc này cô mới biết rằng Ếch đã uy hiếp giáo viên của mình. Cô không thể tha thứ cho Ếch vì tất cả mọi việc anh đều dùng vũ lực để giải quyết. Anh ta mặc dù rất yêu Barbie, nhưng cách giải quyết mọi chuyện của anh thì không thể chấp nhận được. Ếch vốn dĩ muốn tham gia tiệc tốt nghiệp của Barbie, nên anh đã nằm trên giường để suy nghĩ một hồi lâu. Tất cả những gì anh làm đều là vì cô, thế nên cho đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn đến tham gia lễ tốt nghiệp của Barbie. Lúc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thì Barbie biết rằng Ếch có thể nói dối tất cả mọi người, nhưng anh ấy không thể lừa dối cô. Cô thật sự rất yêu anh, thế nên hai người đã trao nhau nụ hôn đầy hạnh phúc ngay giữa sân khấu. Nhưng dường như đây cũng là ám chỉ cho một bi kịch sắp xảy ra. Chính đêm đó, bạn tốt của Ếch đã dẫn bạn thân của Barbie tham gia thi đấu đua xe. Anh ta muốn thay Ếch chiến thắng một người đàn ông, nhưng một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai người biết được tin đã lập tức đến hiện trường, nhưng xung quanh đã bị phía cảnh sát và xe cứu thương vây kín. Ếch nhận ra điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, thế nên đã điên cuồng lao vào đám người đó rồi gọi to tên của bạn mình. Sau đó anh điên cuồng đập chiếc xe mô tô đã hại bạn mình. Barbie nhìn thấy Ếch nóng giận như vậy đã khiến cô nhận ra rằng, cho dù mình có yêu anh như thế nào đi nữa, thì giữa anh và cô đều tồn tại một khoảng cách nhất định nào đó. Trong lúc cãi nhau, Ếch đã đánh Barbie. Ếch biết là mình nhất thời kích động nên ngay sau đó đã vội vàng xin lỗi Barbie. Nhưng lúc này trái tim của Barbie dường như đã bị cái tát của anh giết chết rồi. Nhìn thấy người anh em tốt và người con gái mà mình yêu nhất đều rời xa mình, anh đã hét lên đầy đau khổ. Nhưng tất cả những điều này đều do cách làm của bản thân anh mà ra. Barbie sau đó đã khóc cả ngày lẫn đêm khiến hai mắt đỏ hoe. Còn Ếch lúc nào cũng đang mở rộng giới hạn của bản thân, và có lẽ chỉ khi như vậy thì họ mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng. Dần dần Barbie đã chấp nhận người bạn trai mà bố mẹ giới thiệu. Mặc dù vẫn rất buồn nhưng cô đã lựa chọn quên đi cơn bão bùng xảy ra đêm đó. Ếch vì muốn quay lại với Barbie, thế nên đã đi đến nhà của cô. Nhìn thấy người mình yêu đi với một người khác trước mặt mình, cuối cùng anh cũng biết rằng mình đã mãi mãi mất đi tình yêu chân thành này rồi. Anh không hề có sự giúp đỡ nào cả, rồi ôm lấy anh trai của mình đau khổ khóc trong mưa. Ánh mặt trời của bình minh đang dần dần nhô lên, tất cả dường như đang trở về trạng thái bình thường của nó. Cuối cùng Ếch đã kiên quyết muốn đi London làm việc để quên đi tất cả ký ức về nơi này, để câu chuyện tình yêu của anh và Barbie sẽ lưu mãi nơi đây. Câu chuyện này thật cảm động phải không các bạn? Hãy trân trọng lấy tình yêu mà mình đang có nhé. Đừng quên like và share giúp mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушке на двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш.